Hello, xin chào các anh chị và các bạn. À, đến hẹn lại lên chúng ta sẽ cùng gặp nhau và chia sẻ những cái góc nhìn về đa thị trường điên loạn vào tuần sau, tức là tuần 11 tháng 7. Không làm mất thời gian của anh chị nữa, chúng ta sẽ cùng vào luôn nội dung chính. À đương nhiên, theo thứ tự thì trước tiên chúng ta vẫn phải điểm qua thị trường thế giới đã. Đầu tiên vẫn là Dow Jones. Dow Jones trong tuần vừa rồi thì gần như biến động không nhiều chỉ có 0,77% thôi à, Cũng có cái chân dài phía dưới Chứng tỏ là cũng có một cái lực mua ở đây Tuy nhiên là cái 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 ra đóng cửa ở đây Nó chứng tỏ là cái ngưỡng 31.300 đến 31.500 ở đây này Nó vẫn rất là mạnh Nó vẫn cứ tiếp tục đi ngang trong khu vực này Và rất có thể sang đến tuần sau Thì Dow Jones vẫn tiếp tục đi ngang Tiếp theo đó là tiếp theo là vàng. Vâng. Cậu vàng đi rồi ông giáo ơi. Trong tuần vừa rồi thì cậu vàng cũng đã cắn rất nhiều các anh em trader. Vâng, cắn rất đau. Ạ. Nhìn ở đến tuần thì nó có phải bằng phẳng như vậy thôi. Nhưng nếu anh em nào mà giao dịch với cả vàng ấy thì sẽ biết rằng là trong tuần vừa rồi cái biến động về vàng theo cả hai chiều tức là biến động lên và biến động xuống nó rất là mạnh. Các anh chị tưởng tượng là nó kiểu như là sáng sàn với chiều trần và chiều trần lại sáng sàn, nhưng nó diễn ra ở trong một khoảng thời gian rất ngắn. Một ngày nó có thể làm vài vòng như thế cơ. Nên rất nhiều anh em bị cậu vàng cắn và cắn rất đau. Vâng, tôi cũng bị cắn mấy phát. Cụ thể là trong tuần vừa rồi thì vàng đã giảm đến 3,77%. Và chạm vào cái ngưỡng tím ở dưới. Đây cái ngưỡng tím chính là cái ngưỡng cản rất là mạnh ở đây. Các anh chị thấy đây chính là cái đáy cũ. Và với cái tình hình thị trường như thế này thì rất có thể trong thời gian tới thì giá vàng nó sẽ biến động theo chiều đi ngang. Tức là cái tỷ lệ cao là nó sẽ giống với cả cái ông bên này. Đây. Đó là về vàng, còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang giá dầu. Vâng. Dầu là một thứ gắn liền với cả bát cơm của chúng ta rồi. dầu trong tuần vừa rồi đã biến động 3,16%. Cũng là một mức biến động uh, cũng khá khá bình bình, cũng chưa phải lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Chỉ có điều là chúng ta xét theo cái hành động giá thì đây chính là cái nến xác nhận cho cái xu hướng đảo chiều đi xuống. Điều đó có nghĩa là giá dầu trong thời gian tới có một cái tỷ lệ khá là lớn sẽ tiếp tục ở phía dưới 100 đô. Và giá hiện tại đang là 104 đô. Tiếp theo chính là BTC Bitcoin Trong tuần vừa rồi thì Bitcoin cũng có tăng được 10% Thế nhưng nó cũng chỉ bằng tuần trước thôi ạ Nó cũng ngang ngang với tuần trước đấy Tuần trước là 8,25% Tuần này là 10,06% Đối với coi thì thực sự cái con số này nó 10% nó nó không phải là một con số lớn. Nó là một con số rất, hết sức bình thường, nó là một cái biến động hết sức bình thường đối với coi. À, xét theo cái bối cảnh chung trong vài tuần trở lại đây thì coi vẫn là đi ngang, cũng chưa có gì đặc biệt cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với VN Index. Cụ thể thì VN Index vẫn có những cái mức đóng cửa nó cũng ngang với cả cái ô màu vàng mà tôi đã vẽ trong nhiều tuần trở lại đây. Tuy nhiên chúng ta không còn lạc quan như trước được nữa. Trong video trước đã có một cái kỳ vọng rằng trong tuần vừa rồi, tuần vừa trải qua đó Chúng ta sẽ đóng cửa trên 1220 Thế nhưng thị trường nó lại diễn biến theo chiều ngược lại Tức là nó đóng cửa sát với cả cái cái điểm thấp nhất của tuần trước nữa Chứ không phải là điểm cao nhất của tuần trước nữa Đây chính là một cái tín hiệu hoàn toàn không vui tí nào Điều đó nó cho thấy là cái tỷ lệ tiếp theo thị trường đi xuống nó còn cao hơn À, chúng ta hãy thử phân tích theo khung ngày nhé đây các anh chị thấy là giá này à chính xác hơn là cái mức điểm nó đã nằm hoàn toàn bên dưới rồi và đến bây giờ nó gần như là một cái cú hồi thôi gần như là hồi về cái đáy cũ đây khi chúng ta sử dụng cái bollinger band là ba cái đường này này hai đường vàng với một cái đường màu cam ở giữa này Phân tích theo Bollinger Band thì nó cũng cho chúng ta cái xu hướng giảm. Và cái xu hướng này chúng ta hay gọi là theo kiểu mở band ấy. Thì cái này nếu mà nói ra thì nó hơi dài một chút, cái cách sử dụng Bollinger Band nói ra thì nó hơi dài. Thế nên uh, nếu anh chị nào mà tham gia khóa học thì cái này tôi sẽ nói cụ thể hơn. Nhưng nói chung là thị trường đang khá là ảm đạm. Còn bây giờ thì sẽ đi vào chi tiết các mã mà các anh chị yêu cầu. Đầu tiên là SSI của bạn sĩ SSI hiện tại thì cũng đã có những cái tín hiệu tích cực rồi Cái tỷ lệ đi lên khá là cao Tất nhiên đi lên đến đâu Ở đây chúng ta đo thử một chút Lên đến đây là khoảng 12% Cũng được đúng không ạ Thì chúng ta hoàn toàn có thể là mua Mua nhưng với cái thị trường hiện tại nhá Thì chúng ta vẫn nên mua với một cái tỷ trọng vừa phải thôi nhỏ thôi chúng ta không đừng đừng nghĩ đến cái việc là kiếm được tiền để kiếm được nhiều tiền ở trên thị trường vào thời điểm này đây cụ thể đây là một cái cây nến Marubozu với một cái khối lượng rất lớn bật từ bên giữa lên này đấy đây cũng là một trong số những cái điểm mà chúng ta có thể mua vậy kết luận lại SSI là chúng ta có thể mua nhé VND thì thoạt nhìn ấy cái hành động giá nó cũng khá giống với cả SSI À, tuy nhiên là cái cây nến ngày thứ sáu vừa rồi nó lại chưa thực sự dứt khoát cả về giá và khối lượng giống như là thằng SSI vừa rồi, nên à, VND chúng ta vẫn chưa tháo giá vội, cứ quan sát đã. IDC của anh Dương, anh hỏi có mua được hay không? Theo em là chúng ta có thể mua được. Tất nhiên ở đây mua thì chúng ta sẽ mua với một cái tỷ trọng nhỏ trước nhé. Sau khi mua xong mà giá nó vượt qua được cái cái ngưỡng 55 này này. Thì chúng ta sẽ tăng thêm. À, tại sao lại như vậy? Thứ nhất, các anh chị để ý bên này nhé. Và có một cái đáy cũ đây này. Đây, đáy cũ đây. Thông thường thì đáy cũ này nó sẽ làm một cái vùng cản khá là lớn. Đây ví dụ như là thời điểm trước nhá, chúng ta thấy là khi giá lên đến khoảng tầm 51 bật ngược trở lại. Và đến đến phiên thứ 6 vừa rồi nó mới bật thẳng lên một cách mạnh mẽ dứt khoát với một cây to và dài với khối lượng đột biến đây. Nó phải gấp 4 lần so với cả nhiều phiên trước đó. Thì đây là một cái tín hiệu rất tốt cho thấy là dòng tiền đã đi vào nên chúng ta có thể mua trước một ít Tuy nhiên cái ngưỡng cản nó khá là gần, tức là vẫn ở trong cái vùng cản này. Cái 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 cản này nó là một vùng nhá, chứ nó không phải là một mức giá cố định. Tiếp theo nữa, đó là cái đường MA 100, tức là cái màu trắng này này. Nó cũng rất gần. Khi mà hai cái ngưỡng cản này nó gần nhau thì nó sẽ tạo thành một cái vùng cản rất là mạnh, gọi là vùng hợp lưu. Nên việc chúng ta mua trước ở đây là để chúng ta lấy cái lợi thế về giá và khi nó vượt qua được mốc 55 Vượt qua được cái đường màu trắng này Thì cái tỷ lệ tăng tiếp rất là cao Thì lúc đó chúng ta mới tăng vốn Vậy là IDC có thể mua trước một ít LSS LSS trong tuần vừa rồi thì cũng chưa biến động gì nhiều Tín hiệu khả quan thì cũng chưa có, thế nên tạm thời chúng ta vẫn quan sát thôi, chưa mua được. HCM, HCM trong tuần vừa rồi thì cũng có tăng một ít, thế nhưng cái ngưỡng cản của nó thì quá gần rồi. Đây, cái đường màu tím này, à, cái mức cản quá gần như thế này thì chúng ta cũng chưa nên tham gia, quá mạo hiểm. Vâng, đó là HCM của chị Trang. Vẫn nên quan sát thôi. BCG thì sao? BCG thì lại đang có những cái tín hiệu khá ổn ở vùng đáy, tức là có tín hiệu đảo chiều ở đây. Đây. Đang có tín hiệu đảo chiều BCG ở vùng đáy cũ. Thì rất có thể là trong khoảng thời gian tới nó sẽ tăng, tăng lên đây khoảng tầm tăng lên 15, 15.5 tức là cũng có cái biên độ khoảng tầm 7,8% Vâng, BCG của bạn Nam trong thời điểm này mà chúng ta đánh ngắn thì cũng gọi là tạm ổn nhỉ? Tất nhiên là vẫn lưu ý anh chị một chút là chúng ta vẫn nên tham gia với một số lượng nhỏ thôi vì thị trường hiện tại đang không ủng hộ mua với một số lượng lớn. HNG của anh Khang hỏi có bán được hay không? Thực ra cái điểm bán đẹp nhất ý thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5,4. Thế nhưng theo em việc bây giờ mà lên được 5.4 nó sẽ hơi khó. Khả năng là chúng ta nên bán luôn. Đây, trên này chúng ta đến cái lần chạm thứ hai của cái 5.4 này này. Nó đã xuất hiện cái đảo chiều rồi. Và bây giờ nếu như giá có lên ấy thì nó cũng chỉ lên nhích nhích được lên 5.2 thôi. Vâng, lên được 5.2 này là xuống. Rất khó để quay trở lại được cái 5.4 này. Theo em bán luôn. HAG của chị Yến hỏi có bán hay không Dạ bán ạ Theo em nên bán Đây Đúng như tuần trước nhận định Thì giá nó có thể lên đến đây thật Lên đến đây đã có những cái phản ứng bán Đây các anh chị thấy cái bóng nến đây không ạ Và nó cứ loanh quanh khu vực này Rồi có cả đường MA100 ở đây nữa Đây là một cái vùng hợp lưu ngưỡng cản rất là mạnh Chúng ta nên bán Trong thời điểm này thì chúng ta không nên giữ nhiều Giữ lâu làm gì cứ bán thôi đạt tới mục tiêu là chúng ta bán nếu như chúng ta mà ở trong chen mạnh như khoảng cách đây một hai năm chẳng hạn thì chúng ta có thể giữ thì cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên rất nhiều nhưng bây giờ thì nên bán đến ngưỡng là bán Nhựa an phát của bạn khanh hỏi có bán hay không ở thời điểm này ấy, thì chúng ta chưa nên hành động gì mà nên quan sát vì hiện tại nhựa an phát đang có cái tín hiệu đảo chiều ở đây và nó đang hồi về cái vùng có thể bật lên. Cái cái vùng mà nó có thể bật lên ở đây chính là cái vùng 11 này. Thì chúng ta cứ tạm thời quan sát đã. Nếu mà nó lên đến cái vùng giá 12. 12 thì biên độ cũng phải gần 10% đấy, cũng ổn đúng không ạ? À 6%. Lên đến vùng 12 này thì chúng ta lại quan sát xem nó có lực bán hay không. Nếu có lực bán thì chúng ta sẽ bán ở cái vùng này. Ít nhất là chúng ta cũng kiếm được thêm uh, được khoảng 6% nữa nhỉ, đúng không ạ? tội gì? Pom của anh Hoàng. Bán hay không? Hiện tại thì nó đang tích lũy đi ngang. À, có một cái cách giao dịch nữa đối với cả Bollinger Band là như này. Người ta hay gọi là giao dịch theo kiểu thắt nút cổ chai tức là cái hai cái đường ben trên dưới màu vàng này này. Nó sẽ thắt lại nhỏ nhỏ giống như cái đường trên này này, nó thắt lại này. Và sau khi nó bung theo một cái hướng nào thì chúng ta sẽ giao dịch theo hướng đó. Thí dụ như đoạn trên này này, nó bung xuống dưới thì chúng ta bán thôi. Có trong trường hợp đẹp nhất là nó bung lên trên thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ hoặc là mua thêm. Đây như ở trên này chẳng hạn. Ben này nó co lại với nhau này gọi là thắt nút cổ chai đây mà khi nó bung xuống dưới phải bán thôi. Đây chỉ là một trong số những cái cách giao dịch của Bollinger Ben và Bollinger Ben này nó rất là đa năng sẽ có một số những cái cách giao dịch khá là hay ho khác. À, tất nhiên là cái đó là chờ dịp thôi khi nào mà thị trường nó rơi vào cái tình huống như thế thì à, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. TR thì có lẽ nên bán rồi TR của bạn Mi Thì trong đợt vừa rồi Tầm 22 tháng 6 nhá Từ cái đáy 22 tháng 6 là đáy 24 này Nó đã bật ngược trở lại Cái đáy cũ tức là cái vùng giá 25.5 Tới 26 Đây 26 đây Hà chính xác hơn là cái vùng 26 đến 26.5 Thì liên tục xuất hiện những cái cây nến có bóng nến phía trên rất là dài Đây chính là những cây nến thể hiện lực bán và khi đến ngày hai khi đến ngày mùng năm tháng bảy đã xuất hiện một cây nến đỏ dài dứt khoát không có bóng nến thì đây chính là cây nến mà chúng ta phải bán rồi còn ở thời điểm hiện tại thì cái cây thứ sáu ngày mùng tám tháng bảy lại đóng cửa ở cái ngưỡng hai mươi bốn đây chính là cái đáy cũ cái đáy cũ hai mươi bốn của ngày hai mươi hai tháng sáu đây thì khi quay trở về cái đáy cũ này rất có thể là nó sẽ chỉ loanh quanh ở khu vực này thôi Đấy là đẹp nhất là lanh quanh Còn nếu không là nó sẽ phải xuống luôn Nên ý kiến cá nhân của em là nên bạn TNG TNG cũng giống với cả TAR vừa rồi Đó, Tức là nó đã phá cái đáy cũ Đây Đáy cũ chính là cái vùng giá 28 27 đến 28 và cho đến thời điểm hiện tại khi mà nó lên đến cái vùng giá tầm 27 27.5 thì đã có xuất hiện lực bán thế nên tầm này là chúng ta nên bán nếu như trong thứ hai chẳng hạn nó có lên được tầm 28 thì chúng ta cũng bán luôn không phải chần chừ NLG của anh Trung Bán hay không NLG thì cũng đang có những cái tín hiệu cũng tạm ổn à, Tạm ổn là như thế này Tức là ở đây cũng có những cái tín hiệu đảo chiều Tuy nhiên đến cái ngưỡng tầm 37 đến 37.5 Thì đã có xuất hiện những cái lực bán Và lực bán này nó cũng đã xuất hiện từ cách đây vài ngày rồi đây, ví dụ như ngày 30 tháng 6 và cái ngày mùng 4 tháng 7 Nó là lực bán ở cái vùng giá 37 và đến ngày thứ sáu nó cũng xuất hiện tiếp tục như vậy. Tuy nhiên là cái lực bán vào cái ngày mùng 8 tháng 7 ấy, nó đã yếu hơn một cách rõ rệt nên chúng ta cứ quan sát đã. Nếu như cái ngày thứ hai, nếu như ngày thứ hai ngày 11 ấy nó tiếp tục tăng thì chúng ta cứ tiếp tục giữ. À, nếu mà vượt được 37.5 là vượt được 38 thì càng tốt. Nếu như nó đỏ đóng cửa dưới 36 hoặc là sau 2 giờ chiều ấy mà nó cứ loanh quanh phía dưới 36 thì tốt nhất là chúng ta nên bán. HHV của bạn Mai Nó cũng khá giống với cả cái ông NLG vừa rồi Tức là cũng đang có những cái tín hiệu tích cực à, Tuy nhiên cái tín hiệu này nó cũng khá là yếu Thậm chí là nó còn chưa chạm tới cái vùng đỉnh cũ Tức là vùng 12.5 ở trên này à, Vậy thì chúng ta cứ quan sát ạ Rất có thể sang ngày thứ hai thì giá của HHV Có thể đạt được cái ngưỡng tầm 12.5 Và khi đạt ngưỡng 12.5 này Mà chúng ta vẫn chưa thấy có một cái lực bán nào cả thì kệ thôi ạ à, Chúng ta cứ để đấy xem như thế nào Còn nếu mà lên đến 12.5 mà có cái lực bán mạnh sau 2 giờ chiều Thì chúng ta bán Mã cuối cùng là HSG HSG trong tuần vừa rồi đúng là đến ngưỡng tầm 17.5 thì nó đã trứng lại thật à, Tuy nhiên cái phiên ngày thứ 6, mùng 8 thì nó đã bật hẳn bên trên Và đang tiến tới cái vùng cản tiếp theo đó là vùng 19 Thời điểm này chúng ta có lẽ là nên giữ. Giữ đến 19 chúng ta bán một phần cũng được. Còn nếu uh, mình xác định là có máu liều chẳng hạn, chúng ta cứ giữ tiếp xem như thế nào. Có lực bán mạnh thì chúng ta bán sau, đúng không ạ? tội gì. Đó là toàn bộ các cái mã mà các anh chị yêu cầu. À cuối tháng này thì team có tổ chức một cái khóa học về phân tích chuyên sâu thị trường. Và ở trong cái khóa học này thì em sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà em vẫn đang sử dụng trên thị trường. Ví dụ như là về nến về các cái đường kháng cự về các cái chỉ báo về cái và có sẽ có một số những cái cách sử dụng mà các anh chị sẽ không tìm thấy trên mạng đâu hoặc là người ta chưa chia sẻ và và điều đặc biệt nhất đó là các anh chị sẽ được tìm hỗ trợ cho đến khi nào tự tin giao dịch thì thôi có thể gọi là bảo hành trọn đời và cái mức đầu tư cho cái khóa này thì nó rất là hạt rẻ các anh chị hãy liên hệ với cả cái số bên dưới để biết thêm cụ thể nhé. Rất cảm ơn các anh chị và mọi người đã ủng hộ team và ủng hộ video này. Chúc cả nhà sang tuần sau giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.